thì phần da rất là giòn. Người ta thì đi có đôi có cặp. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hime Channel. Ngày hôm nay thì Trang đang có mặt ở Aeon Mall Hà Đông. Và ngày hôm nay Trang quyết định là sẽ quay trở lại đây để tìm một cửa hàng Nga Rán. Đây là lần đầu tiên nó có mặt tại Hà Nội. Thì ngay sau đây thôi, chúng ta hãy cùng vào bên trong khu ẩm thực của Aeon Mall Hà Đông để tìm món ăn đó và thưởng thức nhé. Đi thôi nào. Wow, trung tâm thương mại là thật sự rất là hiện đại luôn. Ở đây còn có máy để sợt đường á. Mình sẽ lần đầu tiên mình nhìn thấy cái máy này, bây giờ mình sẽ thử tìm hiểu nó xem như nào nhé. Ồ, nhà hàng nè, ngày hội là có rất là nhiều các cái danh mục ở đây tiếng Việt rồi. Nhà hàng, mình sẽ thử tìm các tên các nhà hàng mà mình muốn tìm ở đây là gì ta. Check ra. Ủa, cái lạ. À, đây rồi. Check that chicken, đây là tên của nhà hàng mà mình muốn tới. Nó nằm ở vị trí đó là tầng 1 và số 159. Người ta thì đi có đôi có cặp. Không sao, mình sẽ tự nắm lấy bàn tay của mình. Đó, vậy là nhà hàng mà mình muốn tìm thì nó đã ở ngay trước mắt rồi. Texas Chicken. Wow, mới chỉ đến gần thôi mà mình đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất là thơm rồi. Đúng là lạc vào trong khu ẩm thực thì đi đâu đâu cũng là xung quanh đều là mùi ạ. Mùi của đồ ăn, mùi của pizza, mùi của gà rán. Wow, trong combo rất nhiều món ăn. Nhưng mà vì hôm nay rất là thèm gà nên là mình mới đến nhà hàng gà. Mình sẽ gọi ra một combo toàn gà này. Sau đó thì sẽ gọi thêm một chiếc hamburger nữa. Nhìn cái món bánh này cũng rất là hấp dẫn. Sau đó mình sẽ gọi thêm một phần bánh nữa. Vì Trang luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói để ăn được tất cả hết món ngon trên trần gian. Chị ơi, chị cho em một combo 1. Dạ. Em thêm một hamburger, burger gà. Vậy là trong phần combo của mình đã vừa có gà, vừa có bánh, vừa có salad, có cả nước nữa. Mình chỉ gọi thêm một chiếc hamburger nữa thôi. Vâng ạ. Các bạn, mình có hẹn bạn là khoảng 15 phút, tại vì gà không cay chưa có sẵn. Dạ vâng. Khoảng 15 phút nữa bạn quay lại qua nhận được. Dạ được ạ. Nước lấy ở bên máy cho mình, nước dùng thoải mái không giới hạn. Dạ vâng ạ. Wow. Như vậy là khi mà mình mua combo ở đây thì mình đã được phát một chiếc cốc. Và chị nhân viên tại quầy có nói là nước dùng thoải mái, tự phục vụ. Vậy là mình muốn uống bao nhiêu tùy thích của mình. Chỉ cần là trong khả năng của mình có thể uống được thôi. Ồ, ở đây thì ở cái cây nước này thì cũng có rất là nhiều vị nước. Nước lọc, Fanta, Coca, Sprite, Cap, Orino, Tester. Mình uống gì ta? Và có một quầy đá nữa. Xem nào, mình sẽ cho một chút đá vào với nước ngọt nhé. Tại vì uống nước có ga không có... À, uống nước. Chỉ cần nhấn nút này là đá đã ra rồi. Đó, cho thêm một chút đá. Mình sẽ uống Orino Tester. Rất là hiện đại. Mình chỉ cần nhấn nút là nước nó sẽ tự thế là nó ra rồi. Chắc là mình cũng sẽ chỉ lấy tầm này nước thôi. Nếu mà mình uống thêm thì mình sẽ lấy sau. Tại vì lấy nhiều quá mà thừa mình không uống đến rất là phí. Và chúng ta sẽ đi chọn một chiếc bàn và ngồi chờ nhé. Chị nhân viên có hẹn Trang là khoảng 15 phút sau quay lại quầy để lấy đồ ăn. Bởi vì là món ăn mà Trang gọi ra thì nó không có sẵn trong cửa hàng. Để chờ chế biến ạ. Vậy là sau một thời gian chờ đợi thì đồ ăn của mình đã ra đây rồi. Mình có gọi ra trong combo của mình sẽ có 3 miếng gà. Đó, và một chiếc bánh quy bơ mật ong. Mình gọi thêm đi ngoài combo ra thì còn có cả hamburger nữa. Và đây cũng là món ăn trong combo của mình, đó chính là salad rau. Nên ăn nhiều rau rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và khi mà chúng ta ăn salad rau thì còn có cả nước sốt đi kèm rất là ngon nữa. Mình đã rửa tay sạch sẽ rồi.
nghe lời mẹ dạy, nghe lời cô giáo dạy đã rửa tay thật sạch sẽ trước khi ăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị vào cái món ăn của chúng ta thôi nhá. Đó, đây là hamburger gà của Trang. Một chiếc bánh đầy ụ. Mọi người có nhớ không? Trang đã từng làm một video đó là làm hamburger tại nhà. Rồi hamburger của Trang nó không bự như này đâu. Hôm đó là mình làm hamburger bò. Ăn gà phải xé ra ăn trực tiếp bằng tay nó mới ngon. Và mình sẽ không sử dụng đến những dụng cụ bằng nhựa này nhé. Bây giờ thì xử lý nó thế nào? Vẫn còn đang nóng hổi. Ôi, phần da rất là giòn. Mình rất là muốn xé miếng gà này ra nhưng mà nó đang còn rất là nóng. Vì lý do là nhân viên tại nhà hàng có nói với Trang là đa phần ở đây món gà nó sẽ làm cho cay. Lý do cay là để lên hương vị của thịt được đậm đà nhất. Vì là bên trong những cái món gà cay đó thì có hạt tiêu. Nên Trang đã order một phần gà là không cay. Đó là lý do mà Trang phải chờ đợi một khoảng thời gian là 15 đến 20 phút thì gà của Trang mới ra. Bởi vì họ lúc đấy họ bắt đầu mới làm gà đó. Gà của Trang được chia rất là nóng hổi. Và phần lớp da bên ngoài bọc bột cũng rất là giòn. Ăn nó không bị ỉu ấy, không bị mềm quá. Mình nghĩ là ngày hôm nay mình lựa chọn đến ăn tại nhà hàng Texas Chicken này cũng rất là hợp lý. Vì sao? Đó là bởi vì vị của thịt gà rất đậm đà. Khi mà chúng ta chỉ cần đi ăn vị thịt gà giữa KFC và Lotteria, chúng ta nhận ra được sự khác biệt của hai vị gà đó, đúng không? Lý do là bởi vì với mỗi một thương hiệu, với mỗi một đầu bếp và với mỗi một nhà hàng, chúng ta sẽ đều có những cách chế biến riêng khác nhau. Nhưng ngày hôm nay thì Trang ăn tại Texas Chicken, Trang thấy vị gà của nó rất là đậm đà, không bị mặn quá, không bị nhạt nhòa quá. Rồi thì cái lớp vỏ gà của bên ngoài cũng rất là giòn. Chúng ta đều biết được là gà để làm ra những cái món gà rán này thì đa phần sẽ đều là gà công nghiệp thôi. Những cái thương hiệu này đến từ nước ngoài mà, họ đâu có nuôi gà ta giống như ở Việt Nam mình đâu. Thường với những món ăn mà lần đầu tiên Trang thử qua thì Trang đều không cảm thấy ngon miệng đâu, mà phải thử lần thứ hai Trang mới cảm thấy ngon. Thế nhưng mà lần đầu tiên ăn gà rán Trang cũng đã bị nghiện món này. Thôi cảm giác như được trở lại tuổi thơ vậy đó. Đi trong combo gà của mình có cả salad rau nữa. Đây là salad rau. Salad này là salad rau bắp cải. Và cái nước sốt của nó rất là đặc biệt. Cái vị nước sốt này khá là lạ, ngọt ngọt chua chua, không giống với vị của marinade đâu nhá. Một cái cảm giác hay gọi là tận hưởng á, đó chính là ăn gà rán và uống coca. À xà. Wow, đây là một chiếc đùi. Mình đã xử lý xong mấy miếng gà rồi. Cảm ơn mấy em gà yêu quý nhá. Bây giờ là trong combo của mình là còn lại một bánh quy bơ mật ong và một hamburger. Chắc là mình sẽ ăn quy bơ mật ong trước. Ồ, mình cứ tưởng là bánh có nhân cơ nhưng hóa ra không phải. Nó là một chiếc bánh ruột bột bình thường á. Mình đoán là sẽ được quết bơ và mật ong cho vào trong lò nướng, thơm lên và bông nở ra. Rất là thơm, mùi thơm của bơ. Wow, lớp bánh ở bên trong rất là mềm, còn lớp bánh ở bên ngoài khi mà được nướng lên nó hơi cứng cứng giòn giòn hơn một chút, ăn khá là hay. Chiếc hamburger to bự. Wow, phần ở bên trong nhân của bánh là phần philê gà và đã được chiên giòn lên rồi. Và bên trong nhân của bánh thì sẽ có gà này, phô mai, có cà chua, rau bắp cải và một lớp mayonnaise. Philê gà này đã được chiên giòn. Cái lớp vỏ bên ngoài của thịt gà nó cũng giống như là cái lớp da ở miếng gà mà vừa nãy Trang ăn ấy. Nó cũng giòn giòn như vậy. Trang cũng không biết chính xác thì bên trong nhân bánh còn có một cái lớp giòn giòn này, lớp bánh gì đó mà giòn giòn. Ăn vào rất là hay. Bánh của Trang nãy giờ khi mà Trang ăn hết phần gà rồi thì hamburger được để ở trong hộp nó vẫn giữ được một cái độ nóng nhất định. Tức là cái lớp vỏ bánh bên ngoài sau khi được nướng nó không bị khô quá, không bị ỉu. Khi mà nướng
nướng bánh nóng lên rồi mà chúng ta bỏ ra ngoài không khí lâu, chúng ta không ăn nó sẽ bị ỉu đi, nó sẽ mất độ ngon. Nhưng mà đây mình thấy nó vẫn còn giữ được cái độ ấm ấm, nó không nóng như hồi đầu nữa nhưng mà nó vẫn còn ấm ấm và nó không bị nguội, nên là ăn mình nghĩ là vẫn giữ được cái hương vị của nó. Wow, như vậy là với một suất ăn mà mình vừa gọi ra thì thật sự rất là no. Bình thường nếu như mà trong combo của mình thì sẽ không có hamburger, nhưng mà mình thấy hamburger ở đây trên hình nó hấp dẫn quá nên mình quyết định là gọi ra thêm là hamburger ở đây có giống như hình ảnh và đặc biệt là có ngon hay không, thì mình sẽ không thất vọng về sự lựa chọn của mình đâu. Trang có một thói quen đó là mình sẽ suy nghĩ trước khi mình làm và mình đã làm rồi thì mình sẽ không hối hận, bởi vì mình có khoảng thời gian rất là nhiều để mình suy nghĩ cho cái sự lựa chọn đó của mình mà. Bữa ăn của Trang đã hoàn thành rồi, rất là ngon miệng và có thực thì mới vực được đạo, đúng không ạ? Và thực của chúng ta đã hoàn thành rồi. Nếu như mà mọi người có thời gian rảnh thì mọi người hãy thử đến Ion Mall Hà Đông để thưởng thức cái món gà ở Texas Chicken này nhá. Nếu như mà mọi người yêu thích video của Trang thì mọi người hãy comment ở bên dưới để nói cho Trang biết những cái cảm nhận của mọi người khi xem video này như thế nào nhá. Và bây giờ thì Trang sẽ kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đón xem video của Trang. Mọi người đừng quên là hãy like, subscribe và share channel của Trang để giúp Trang nhanh chóng tiến đến một cái mục tiêu rất là lớn mà chúng ta vẫn luôn nghĩ và dành cho nhau nhé. Yêu mọi người rất là nhiều.